thật là hạnh phúc cho những lứa đôi yêu nhau được nên duyên cầm sách và cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, sống chan hòa trong tình thương yêu, cho dù phải sống một cuộc đời thanh bạch đơn giản. Cũng có biết nhau, biết bao đôi lứa thương yêu nhau nhưng vì ngại ngùng, eo thẹn hay vì một lý do gì đó đã không được đến cùng nhau. Và đó là sự nuối tiếc suốt cả một đời. Như những câu ca dao mà chúng ta đã từng nghe, ba đồng một mớ trầu cai, sao anh không hỏi những ngày còn không. Bây giờ em đã có chồng, như chim vò lòng, như cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà đỡ gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Xin mời quý vị quan khách thưởng thức một bài nhạc nổi tiếng khác của nhạc sĩ Phạm Duy, Nụ Tầm Xuân, qua giọng ca ngọt ngào của Gia Long Loan Phượng. Phượng xin kính chào quý vị.